Chào cả nhà, hôm nay mình nấu cơm, nấu món chay ba món, một món canh, một món đồ xào và một món mặn. Thì lâu lâu mình cũng thay đổi khẩu vị, mình ăn chay thì nó cũng tốt cho sức khỏe mình từ rau củ lâu lâu đổi món vậy mà. Hoặc là những ai mà ăn chay mà thường theo rằm đó, 15, 14, 15 hay là mùng 1, 30, mùng 1 đó, thì cũng những ngày đó mình nấu vài món chay cho gia đình mình ăn, như vậy thì cũng tốt. Thì bây giờ mình nấu cái món kho của mình ở đây. Hôm nay mình nấu rau củ kho thập cẩm. Thì mình kho hôm nay mình kho gồm có bí. Mình đây mình có bí đao mình đã gọt rửa sẵn rồi, mình bào vỏ sạch sẽ nè. Rồi mình có đây hai trái nhỏ nhỏ khổ qua, đấy khổ qua nè. Rồi mình nấu chung với củ nhỏ cà rốt, rồi củ cải trắng này chút mình nấu một khúc nhỏ thôi, mình không cần nấu nhiều, khúc nhỏ thôi. Hai cây măng này đã luộc sẵn, nó có măng nè. Rồi ngoài măng ra mình có đậu hũ đã chiên sẵn rồi đó, mình có đậu hũ. Đây là món kho của mình ha. Rồi còn mà món món canh thì hôm nay mình sẽ nấu canh bí đỏ. Đây mình có nửa trái bí đỏ gọt xong, rửa sạch sẽ và nhỏ nhỏ như vậy thôi, tại vì có hai mẹ con ăn cũng không có nhiều cho nên mình cũng không có ngại nấu nhiều lắm. Ăn ngày nào cho hết ngày đó thì nó sẽ ngày hôm sau mình ăn món mới thì nó sẽ ngon miệng hơn. Đó, rồi mình nấu canh bí đỏ này thì đây mình có nấm nấm bào ngư rửa với một chút xíu muối, xong rồi rửa nước sạch lại rồi mình vắt khô. Rồi và hôm nay mình xào món xào của mình là mình xào rau muống, xào chao. Đây rau muống của mình đây. Ở bên đây thì rau muống cũng rất là hiếm, không phải chỗ nào cũng có bán, phải đi đúng chợ Á Châu thì mới có rau muống để mà ăn. Mà rau muống thì cái giá bên đây nó cũng tương đối là mắc hơn với Việt Nam nhiều. Việt Nam mình thì muốn ăn rau muống rất là dễ dàng và giá cả cũng rẻ nữa, còn bên đây rau muống là đắt đỏ. Đây rau muống xào chao thì không thể thiếu chao được, nên mình có bốn cục chao nhỏ nhỏ như thế này. Mình lấy cái thôi, mình không lấy nước chao nha, tại vì khi mình xào lên nó trong rau mình nó cũng ra một chút xíu nước rồi, mà mình thêm nước nữa thì nó sẽ loãng quá, nó sẽ không ngon. Và rau muống xào chao thì mình thích xào chung với tỏi, có khi tỏi lên thơm, xào chung thì sẽ thơm ngon hơn cái món rau muống xào chao của mình. Thì nếu như mà những người mà ăn chay thuần á, ăn chay mà không ăn hành, tỏi, các cái gia vị mà không không muốn ăn đó, các cái gia vị khác đó, thì mình đừng có bỏ vô ha. Còn mình ăn chay á, thì mình vẫn ăn tỏi, hành, tỏi, ngò rồi mình vẫn ăn bình thường. Vì mình nghĩ tỏi, hành, tỏi cũng là cây cỏ thực vật thôi, cũng là rau củ thực vật, mà tỏi thì nó rất tốt cho sức khỏe, nó giúp cho mình có được cái sức đề kháng đó. Thì nó cũng tốt cho nên mình không có bỏ ra, mình ăn chay nhưng mình vẫn sử dụng ăn tỏi hành. Rồi như vậy là món ăn của mình ba món là vừa mới như vậy thôi, và các gia vị mình nêm á thì cũng rất là đơn giản, như mỗi ngày là có bột ngọt rồi muối rồi đường, mình sử dụng giống như mọi ngày thôi. Rồi hạt nêm, ở đây mình hay sử dụng hạt nêm này, hạt nêm Brussels sprouts, cái hạt nêm từ rau củ nấm rồi đó. Rau hạt nêm này mình thấy rất là vừa ăn và rất là ngon. Mình hay sử dụng cái loại này, cái thương hiệu này.
Và ngoài ra thì ăn chay thì không thể nào thiếu nước tương được, xì dầu. Thì đây mình sử dụng nước tương lá bồ đề. Rồi bây giờ mình cắt mấy cái rau củ này ra tất cả để chuẩn bị để nấu ăn. Ba nói vậy à? Rồi cứ như vậy mà mình được mình cắt hết những thứ còn lại ha, măng rồi rau củ tất cả mọi thứ. Làm như thế này có thể hơi ồn một chút mà tương đối nó nhanh hơn. Là mình từ từ mình cắt xuống nó cũng hơi cứng bí này. Cắt thành cục cục như thế này. Rồi bây giờ là mọi thứ của mình đã chuẩn bị xong. Mình đã cắt xong hết rồi. Bây giờ mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Còn chờ gì nữa, vào bếp thôi. Rồi bây giờ mình nấu canh trước thôi. Cái nồi lên. Khoảng một muỗng cà phê dầu ăn vào đây để xào cái nấm này. Xơ cái nấm rồi mình cho nước vô ha. Này mỗi lần mình đông là một cốc nước là 250 ml, mà 4 cốc như vậy là 500, là 1000, có nghĩa là 1 lít nước mình nấu cho vào 1 lít nước. Để lửa cao nè. Trong thời gian chờ đợi cái nồi nước của mình nó sôi đó thì giờ mình có thời gian mình lột tỏi này, xào rau muống. Lột vỏ tỏi. Củ tỏi nó lột xong rồi. Và sẵn đây mình cũng pha luôn cái nước tương để chút nữa mình kho cái gia vị của mình cho nó ngon. Đây nước tương của mình thì có sẵn, đổ sẵn vô đây rồi. Mình lấy nước tương này đi cho nó nhanh, tại vì chai này cái nắp của nó phải từ từ đổ ra, nó hơi lâu một chút. Mình cho nước tương này vào đây. Đây cũng là nước tương ăn chay thôi. Nước tương ăn chay hiệu nào cũng được ha. Ồ, nồi canh mình
Nước đã sôi lên rồi đó, bây giờ cho bí vào thôi. Bỏ bí vào đây. Từ từ nó văng. Văng nóng. Vậy lắp lắp lại vặn lửa xuống vừa thôi, cao quá thì sẽ bị trào ra ngoài, sẽ dơ hết cái nồi của mình. Bây giờ pha cái nước tương của mình ở đây, mình có một chén nước tương, đổ vào đây, đổ vào tô. Đây là đường, đường của mình. Mình cho một muỗng đường. Mình cho vào đây một muỗng đường trước. Rồi dầu ăn. Một muỗng dầu ăn. Cho vào đây nửa chén nước, quậy cho nó hòa tan với nhau. Rồi sau khi tan xong là mình để thử lại thử coi cái mùi vị được chưa ha, hay là có mặn quá hay là gì không. Và chút nữa mình còn nêm lại thêm nữa sau nữa nên cũng không có sao. Như vậy cũng được rồi, có bị mặn nhiều hơn là ngọt. Mặn hơn một tí nhưng mà chút mình kho rồi rau củ của mình nó ra cái chất ngọt từ trong rau củ đó thì nó cũng sẽ vừa, nó loãng ra nó sẽ vừa. Bật lửa nhỏ xuống để nó trào. Có bọt thì vớt bọt. Giúp tay mẹ. Rồi bây giờ mình nêm canh. Muỗng cà phê. Nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm từ nấm. Một ít, một chút xíu thôi, bột ngọt.
một muỗng cà phê đường, và nửa muỗng cà phê muối. Để mình nêm lại rồi mình thử coi vừa ăn chưa nha. Còn không vừa ăn thì mình có thể thêm. Cái vị thì rất là ngọt rồi đó, rất là ngon, nhưng mà mình muốn cho nó đậm đà hơn một tí nữa thì mình thêm vào đây nửa muỗng, thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Mình thử coi cái bí của mình nó đã chín chưa, nó đã mềm chưa. Mình lấy cái đũa mình đâm thử coi mềm chưa. Ừ, mềm rồi đó, cũng sắp được rồi đó. Ta thử lại coi nè. Vừa ăn và ngon rồi đó. Vậy là cái nồi canh của mình với 1 lít nước thì mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm từ rau củ quả, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Vậy là dễ mà ha, 1-1-1 hết tất cả. Và một chút xíu hạt bột ngọt. Chỉ vậy thôi. Và bây giờ thấy cái nồi canh của mình đã được rồi đó, đã chín rồi đó. Đây. Bí thì ăn rất là tốt cho sức khỏe, nhất là nhà mà có con nít á, nấu cho bé ăn rất là tốt. Rồi một món xong, giờ món thứ hai kho đồ ăn đi. Và mình nấu cái nồi để cho nó rộng rãi thoải mái. Mở lửa lớn nè, sau đó mình cho một ít dầu ăn vào đây. Rồi bây giờ mình xào sơ mấy cái củ quả đó, mấy cái củ nào mà cứng cứng thì mình nên bỏ vào xào trước, nấu trước, rồi lần lượt bỏ từ từ vô những cái món khác, đến khi mà những cái loại nào mà dễ chín mau chín nhất, mềm nhanh nhất thì mình bỏ sau cùng. Thì bây giờ mình bỏ vào đây bí chứ. Kho cái món này mình rất là thích ăn bí. Bí đao này á, kho lên nó rất là ngon. Bí đao nè, cà rốt nè, mình bỏ vô luôn. Rồi bên đây có củ cải trắng nữa, mình cho củ cải trắng này vô luôn. Rồi mình xào lên, xào sơ lên, đảo sơ lên. Rồi sau đó mình cho cái hỗn hợp dầu của mình á, nước tương mình pha sẵn cho vào đây. Thank you.
để nắp lại và đợi để trong vòng 5 phút rồi mình mới bỏ kế tiếp, bỏ khổ qua vô, rồi sau đó lần lượt bỏ những cái món khác như là măng và đậu hũ thì mình bỏ sau cũng được, tại vì măng mình cũng đã chín rồi, măng này đã luộc chín và đậu hũ thì cũng đã chiên chín rồi thì mình bỏ sau cùng.